Rồi, hello, xin chào anh em nhá. Xin chào anh em và quay trở lại với kênh Telegram của anh em chúng tôi. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm một cái clip là rất là thú vị anh em ạ. Đây, trên tay tôi là có hai lon, một lon bia và một lon coca nha, đã hết hạn sử dụng. Cho nên là cái này là không uống được nhá. Cho nên là anh em chúng tôi sẽ thử cái độ nóng của hai cái này, một lon bia và một lon coca trên lửa, xem cái độ nóng của sức chịu đựng của lon bia và lon coca. Đấy, xem cái lon nào mà lực chịu lực của nó tốt hơn nha. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ dùng bếp và đốt và bỏ hai lon này lên trên để đốt với cái nhiệt độ và là bằng lửa là biết là bao nhiêu độ C. Thì xem cái nhiệt độ của nó thì xem thằng nào là cái thằng chịu lực mạnh hơn và tốt hơn nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ đốt lửa và sẽ bỏ lên để xem nó như thế nào. Rồi, bây giờ anh em chúng tôi sẽ có củi đi rồi. Đây, là như em rồi, có củi và có lửa là bây giờ chúng tôi đốt và bỏ lên. Rồi, anh em mình bây giờ là đốt lửa nhá. Rồi, bỏ hai cái lon này lên. Đây là lon bia này. Lon bia còn nguyên nhá mọi người nhá. Lon bia và lon coca còn nguyên nhưng mà nó đã hết hạn sử dụng rồi, cho nên là uống nó không được đảm bảo, cho nên là chúng tôi lấy hai cái lon này ra để thí nghiệm xem là đốt lửa xem cái chịu đựng của nó như thế nào. Rồi bây giờ là bỏ lên bếp hai em mình đốt xem thằng nào là cái thằng là chịu đựng hơn nhá. Tôi xin chắc là lon bia nó sẽ mạnh hơn, lon bia này nó sẽ chịu đựng hơn là thằng lon coca này. Lon coca này nó rất là hai cái rất là còn đầy nguyên nhá. Đây, rất là còn nhiều luôn, còn nguyên luôn. Nhưng mà hạn sử dụng nó đã hết hạn. Và bây giờ là chúng tôi sẽ cho nó lên trên cái bếp này. Bây giờ là mình đốt. Đó. Đó, bây giờ là chúng tôi sẽ đốt. Quẹt nhỉ. Quẹt xem là đốt bếp này xem hai cái này nó như thế nào. Chắc là rất là thú vì đây anh em ạ. Vì cái này phải bỏ ngay cái lúc lửa nó phải rất là đó. Hai cái lon cái của nó như thế nào nha. Thôi tốt nhất là bây giờ là anh em tôi phải lé ra xem nhớ là nó có phản ứng phụ. Có khi là như mình nổ không các bạn ơi. Đứng xem.
Như tôi thấy lúc này là có khả năng anh Coca. À, hello. Rồi xong rồi ai mọi người ơi, vậy là chứng tỏ là anh bia là anh ấy đã bị yếu thế, anh ấy đã bị hủy trước, còn anh Coca sức mạnh để sau, nhưng mà do anh bia anh ấy bị công phá cho nên là tôi mới phải bị này. Thế nha mọi người cho xem nhá. Đó. Hey. Thế là vừa rồi các bạn vừa xem clip là chúng tôi vừa đốt là hai lon, một lon bia và một lon Coca. Đến lúc qua chịu đựng của anh Coca là mạnh hơn, anh Coca là chịu đựng ấy hơn. Thằng này nó chứng tỏ là cái thằng này nó nổ tiếc cái này à? Cái này. Nó nổ tiếc của. Tức là ga của anh mạnh hơn, ép lực. Cái thằng này cái nắp mở là nó ấy hơn, chắc hơn. Cái này nắp mở này. Chứng tỏ là cái đường ép của anh bia này là không bằng anh Coca. Coca là sức máy mạnh hơn, anh chỉ xé rất là phải hơn đó. Hai anh cùng đốt một lúc thôi. Thôi cho nghịch của anh em chúng tôi là kết thúc. Đập hết luôn rồi, bay cái này bay nắp này. Cái này là bay nắp này anh em này. Đây cái nắp của đây thì bay ra luôn. Cái này nột mí ép nha các bạn. Rồi. Hay đấy. Thôi nhá, tôi chào anh em nhá. Hẹn ngày xong nhá. Hẹn các bạn video sau nhá.